Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 10. Chương 91, một tông sư chiến chín thái sư. Tô Hạo một khắc không ngừng chạy trốn về phía trước, khoảng cách so với thị trấn càng ngày càng xa. Một lúc lâu sau, hắn phát hiện mình vẫn chưa thoát khỏi đối phương đuổi bắt. Vì vậy Tô Hạo bắt đầu chuyển hướng, cứ chạy một đoạn là chuyển hướng một lần, như vậy nhiều lần, nhưng chín tên thái sư vẫn theo sát ở sau lưng. Tô Hạo hiểu rõ, đối phương nhất định có biện pháp truy tung hắn, vô luận hắn chạy tới đâu, đều có thể tìm được vị trí. Hắn không hề biến hướng, mà buồn bực chạy về phía trước, bởi vì nếu như đối phương có thể tập trung vào vị trí của hắn, thì biến hướng không còn kéo dài được khoảng cách, mà còn dễ dàng bị đuổi theo. Tô Hạo một bên cất bước chạy như điên, một bên vừa phân tích tình huống, bây giờ khoảng cách là 1.500 mét, đối phương căn cứ gì mà tìm được phương hướng của ta? Chẳng lẽ cũng là quan sát, hay là mùi, thanh âm, hay là sinh mệnh? Hơn nữa chín tên thái sư kia cũng toàn lực đuổi theo, so với Tô Hạo thì chậm hơn một tí. Hơn nữa cũng không biết khoảng cách cực hạn của đối phương là bao nhiêu, có nghĩ là muốn triệt để đánh lạc hướng, còn không biết cần dùng bao nhiêu thời gian. Tốc độ của ta còn quá chậm, xem ra phải nghiên cứu phù văn phỉ hành mới được. Tô Hạo cau mày suy tư một lát, phát hiện cứ như vậy chạy tiếp, đối với hắn không có lợi, bởi vì không thể xác định chỉ có 10 người này hay không, hay còn có người khác ngăn ở phía trước. Nếu như hiện tại quay đầu, đối mắt với 9 vị thái sư, cũng nguy hiểm đấy, nhưng tiếp tục chạy tiếp, có lẽ không còn là 9 vị nữa đâu, tính nguy hiểm chưa biết trước được. Cần khống chế rủi ro trong mức chấp nhận được. Tô Hạo lựa chọn quay đầu đối chiến. Võ giả thái sư cũng không phải không thắng được. Vấn đề duy nhất là đối phương nhiều người. Một khi lâm vào bao vậy, Tô Hạo tự nhận hắn cũng không nắm chắc được. Như vậy, phải sáng tạo ra cơ hội, đem từng tên giết lẻ. Đại não Tô Hạo rất nhanh vậy chuyển. Trước làm ra mục tiêu chiến đấu cơ bản, sau nữa là quá trình, cuối cùng xác định trình tự. Tiểu sáng, mục tiêu, chín võ giả thái sư sau lưng, chỉ tiêu, dựa vào tốc độ di chuyển, sắp xếp thành công. Trong ra, đa của Tô Hạo lập tức biểu hiện 9 con số, từ 1 đến 9, số 1 là võ giả có tốc độ cao nhất, tiếp theo đến 2, cứ như vậy mà tính. Kế hoạch của Tô Hạo rất đơn giản. Đầu tiên, trong quá trình chiến đấu, hẳn phải bảo trì tính di động cao, không thể lưu lại để đối phương có cơ hội vây công. Tiếp theo, lợi dụng hai thanh đao trong tay, một khi ra tay là phải toàn lực, đem đối phương nhất kích tất sát. Cuối cùng, ưu tiên lựa chọn đối thủ có tốc độ nhanh nhất, theo thứ tự chém giết, chỗ tốt là thời điểm chiến đấu, cam đoan những người khác còn chưa tới kịp. Tô Hạo hít sâu một hơi, dùng tốc độ cao nhất để di chuyển, kéo lê một cái vòng tròn, thay đổi phương hướng, lẻ loi một mình, hướng 9 người kia lao tới. Một gã tông sư đấu với 9 tên thái sư, chưa từng có từ trước đến nay. Áo giáp cùng mũ giáp trên thân Tô Hạo lập tức bắt đầu sáng lên, trường đao trong tay thì hiện ra sương mù mịt mờ. Đã không còn nhìn rõ hình dáng thanh đao, giày ở dưới chân đã vận sẵn tam trọng bộc phát chờ phát động. Phù văn trên vũ khí của khôi giáp, toàn lực phát động. Dưới sự trợ giúp của tiểu sang, phù văn cũng bắt đầu vẽ trên tay hắn. Địa thứ hỏa hoàn điện lưu sương mù vào hàng chờ. Hơn 1.000 mét, song phương trong nháy mắt gặp nhau. Đầu lĩnh áo bào trắng có tốc độ nhanh nhất, chạy ở phía trước, ở phía sau là những võ giả còn lại. Hắn híp mắt nhìn giáp bạc đang dùng tốc độ cao lao tới, hai tay phẩy ra, vẽ một vòng tròn, nói, tản ra, vây lại. 8 vị thái sư sau lưng lập tức tản ra, hình thành một cái vòng, muốn đem Tô Hạo vây lại. Hắc, Tô Hạo nhất thời không nhịn được, vậy mà cười ra tiếng. Vừa hợp ý hắn sợ nhất là đối phương cùng nhau lao lên một chỗ, vung đao chém loạn xạ. Như vậy thì Tô Hạo không cần phải lo lắng những người khác nữa, cứ thoải mái xử lý tốt võ giả áo bào trắng. Hai mắt hắn chăm chú nhìn vào võ giả áo bào trắng, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng thịnh. Tên đầu lĩnh cũng biết hắn là mục tiêu của Tô Hạo, nhưng hắn không hề sợ hãi, trường đao trong tay tối sầm lại, sau đó sáng bóng. Phù văn cứng rắn cùng xuyên thấu đã được phát động, áo giáp cũng tối sầm lại, lóe lên ánh sáng màu đỏ,
cứng rắn cùng Bình Chương phát động thành công. Hắn là Lai, hắn là Vô Thương, Thủy Văn Đại Sư. Giang tiếng lẫy lừng của thành Hòa An, Thú Văn vô cùng cường đại là khép lại, hắn còn sợ người nào? Sợ cái tên khách qua đường thấp bé trước mặt sao? Nói đùa gì vậy? Tô Hạo vẻ mặt quái lại, đối thủ trước mắt hắn tự nhiên biểu lộ trở nên liều lĩnh, sau đó lại biến thái, người này bị cái gì vậy? Tuy nhiên, đối với Tô Hạo mà nói, cũng không sao cả. Đối phương dám dùng bài phù văn khắc ấn của hắn để đối phó hắn, kết cục không cần đoán cũng biết. Trong chốc lát, Tô Hạo cùng võ giả áo bào trắng lướt qua nhau. Tốc độ Tô Hạo cũng không giảm xuống, lướt qua xong liền hướng phía xa chạy đi, lưu lại một bóng lưng. Cùng với thân thể không đầu té gã xuống, cái đầu thì lăn qua một bên. Tám võ giả đứng đợi phát động liền sững người lại. Một người khác lúc này đứng ra, hung hăng nói, đuổi theo. Tất cả mọi người lúc này mới như từ mộng tỉnh lại, lập tức hướng Tô Hạo đuổi theo, đồng thời bắt đầu lập kế hoạch. Tốc độ của khách qua đường rất nhanh, năng lực tập kích rất mạnh, hơn nữa lực công kích vô cùng cường đại, trường đao cùng áo giáp trong tay chúng ta ngăn lại không được, lúc giao chiến cố ý tránh né. Đồng thời, đừng phân tán vị trí, hai người một tổ, hỗ trợ lẫn nhau. Mục tiêu là đem tốc độ khách qua đường kéo chậm, sau đó hai tổ cuốn lấy hắn, sáng tạo cơ hội cho Lão Hạc tấn công. Lão Hạc, cố gắng tìm vị trí, chuẩn bị phá hư quyền. Lão Hạc là một lão đầu thon gầy, so với người khác thì thấp hơi đôi chút, nhưng so với Tô Hạo thì vẫn cao hơn một đoạn, nhìn qua thì không thấy lực lắm. Rất nhanh, Tô Hạo lần nữa lượn lại một vòng tròn, phù văn lần nữa bổ sung xong. Đến rồi. Cẩn thận né, mục tiêu lần này là ta, bà mẹ nó chứ, tìm cơ hội đi Lão Hạc. Tô Hạo rất nhanh tiếp cận, thấy trận hình của đối phương biến hóa, tựa hồ đã tìm được cách đối phó lại hắn. Nhưng hắn cũng sớm chuẩn bị, địa thứ phát động. Tô Hạo đạp mạnh một phát, hiệu quả phù văn truyền vào mặt đất, chỉ thấy toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Phốc phốc phốc, vô số gai nhọn từ mặt đất đâm lên tám vị thái sư. Thời điểm mặt đất chấn động, tám võ giả nhận ra có điểm không đúng, liền nhao nhao bỏ chạy tứ tán, tránh thoát được màn đâm dày đặc. Tuy rằng địa thứ không gây tổn thương cho bất kỳ người nào, nhưng Tô Hạo đã đạt được mục đích của mình, phá vỡ trận hình của đối phương. Tiếp cận, ba tầng bộc phát, oành, trong nháy mắt Tô Hạo ra tốc, trường đao trong tay giơ lên. Tên thái sư bị chọn làm mục tiêu thoáng kinh hoàng, nhưng cũng không quá rối loạn, hắn hơi thả chậm bộ pháp, tụ lực chuẩn bị đón đỡ, tránh né công kích của Tô Hạo. Trường đao Tô Hạo vung xuống, choang, mang theo một tia lửa, trường đao của Tô Hạo bị đối phương dùng đao cản lại. Nhưng mà vẫn chưa xong, điện giật, xoẹt. Dòng điện thông qua đao cùng áo giáp trường vào thân thể đối phương, trong nháy mắt khiến đối phương cứng ngắc lại. Tô Hạo thuận thế xoay người, đoạn đao tay trái khẽ lướt qua cổ đối phương. Gì? Đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra. Tô Hạo một khắc cũng không ngừng, chuyển hướng muốn chạy. Nhưng hai tên thái sư khác đã kịp chạy tới cản đường. Tô Hạo liền phát động hỏa hoàn, một cỗ hỏa diễm mãnh liệt lấy Tô Hạo làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Tổn thương không cao, nhưng mà thanh thế thì vô cùng dọa người, khiến hai gã thái sư phải lui lại về sau, trơ mắt nhìn Tô Hạo lần nữa chạy thoát. Chương 92, Vô Thanh Sát Lục, 1. Làm sao bây giờ? Còn lại 7 tên võ giả trong lúc nhất thời đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này có một gã võ giả nói, lần này nhân vương tự mình hạ lệnh, nếu không thành công thì hậu quả mọi người không cần nghĩ cũng biết. Có biện pháp nào? Đừng có che giấu nữa. Tất cả mọi người đều gật đầu. Một võ giả chợt lóe lên linh quang, đề nghị chúng ta đánh không lại thì chơi hao tổn rồi giết hắn. Hao tổn thế nào? Chúng ta cứ ở phía sau lưng hắn, cũng không tới gần. Nếu như hắn quay lại, chúng ta liền bỏ chạy. Nếu như hắn muốn chạy, chúng ta liền đuổi theo. Nếu như chúng ta bị đuổi kịp thì làm sao? Đối phương am hiểu tập kích với bức tốc trong cự ly ngắn, tốc độ rất nhanh. Nhưng nếu như hắn muốn đuổi theo chúng ta thì chưa chắc đã theo kịp. Vì vậy, dù cho hắn đuổi lại, chúng ta cũng không cần sợ. Đúng, nếu như hắn đuổi theo tập kích chúng ta liền liên thủ lại với nhau, cùng tiêu diệt hắn. Thế chúng ta hao tổn tới khi nào? Nhân vương không đưa ra kỳ hạn, lúc nào cũng được. So với xúc động chạy lên thí mạng thì kế hoạch này hợp lý hơn. Ý kiến hay, cứ như vậy đi. Đề nghị này rất nhanh được tất cả mọi người tán thành. Vì vậy,
Thời điểm Tô Hạo quay lại lao tới đối phương liền co chân lên chạy trốn. Sao lại chạy? Tô Hạo đuổi theo một lát, phát hiện tuy rằng có thể đuổi kịp, nhưng mà đuổi kịp cũng không còn dễ làm ăn rồi. Song phương đều cùng chạy một hướng, như vậy ưu thế bức tốc của hắn hầu như không còn. Nếu như không có ưu thế tốc độ, thì không thể bắt lẻ được, khoảng cách giao chiến gần nhau, hắn chưa kịp chém đầu đối phương thì đã bị vây công. Vậy tranh thủ thời gian rời đi, thoát khỏi đối phương. Nghĩ một lát, Tô Hạo không đuổi theo, quay người rời đi. Nhưng mà chạy chưa được bao xa, vậy mà hắn phát hiện đối phương lại đuổi theo. Còn dám đuổi theo, đây là chủ động muốn chết. Tô Hạo mày, toàn bộ phù văn triển khai, trực tiếp chạy tới nghênh đón đối phương. Chuyện phía sau vượt ngoài dự kiến của Tô Hạo, đối phương vậy mà lại chạy. Mí mắt Tô Hạo nhảy dựng, không quan tâm đến đối phương, quay người rời đi. Nhưng mà còn chưa chạy được bao xa, đối phương lại đuổi tới. Tô Hạo quay đầu tăng tốc chạy tới, bảy võ giả kia lại quay đầu bỏ chạy. Trong đầu Tô Hạo hiện đầy dấu chấm hỏi, thiếu chút nữa nhịn không được mà chửi tục. Bảy tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đánh thì đánh, không đánh thì về nhà ngủ. Sau đó Tô Hạo một mực chạy, đối phương một mực đuổi theo, tuy rằng khoảng cách kéo dài càng ngày càng xa, nhưng cũng không thể cắt đuôi được. Trong đầu Tô Hạo buồn bực không thôi, sau khi bỏ qua đối phương khoảng 2.500m, trong ra, đa Tô Hạo đã mất đi biểu tượng của bảy tên võ giả, hắn lại chạy tiếp một đoạn, thay đổi phương hướng, xong rồi lại chạy như điên. Không biết chạy qua bao lâu, Tô Hạo chậm rãi dừng lại, há mồm thở dốc, lẩm bẩm nói, chạy xa như vậy rồi. Dựa theo khoảng cách tốc độ đối lập thì ta ít nhất cũng phải cách bọn họ hơn 5.000m, có lẽ mất dấu rồi. Đối với chuyện thoát được hay chưa, Tô Hạo cũng không chắc chắn lắm. Tô Hạo không hề toàn lực chạy trốn, mà tùy ý chuyển một phương hướng, không nhanh không chậm chạy. Sau khi chạy được một đoạn, huyết khí của bảy võ giả thái sư lại lần nữa xuất hiện trong phạm vi radar. Mà mẹ nó, Tô Hạo nhịn không được mà chửi tục. Vì vậy hắn dứt khoát chờ nguyên tại chỗ, hắn ngược lại muốn xem bảy tên này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng thế mà đối phương lại không làm gì, bảy người phát hiện Tô Hạo dừng lại, vậy mà cũng chậm rãi dừng lại. Đợi thêm một lúc, mới chậm gì gì tới gần, sau khi còn cách khoảng mấy trăm mét, vậy mà dừng lại. Tô Hạo vận chuyển huyết khí lên cuốn họng, hét to, các ngươi đuổi theo ta làm gì? Đối, Phương trả lời, nhân vương có lệnh, truyền ngươi yết kiến. Không muốn, ta không muốn gặp hắn, các ngươi có thể về được rồi. Bảy người đối mặt nhìn nhau, lặng yên không lên tiếng. Tô Hạo nói, ta đi đây, không tiễn. Tô Hạo xoay người rời đi, mấy người phía sau như cũ mà dán sát phía sau hắn. Tô Hạo không thể nhịn được nữa, hít sâu một hơi, huyết khí bạo nộ, toàn bộ phù văn triển khai, lấy tốc độ cực nhanh hướng đối phương lao tới. Bảy người thấy thế, tụ thành một đoàn, quay người bỏ chạy. Tô Hạo dần dần tới gần, sắp bắt được người cuối cùng, thế mà bảy người đối phương vừa chạy, vừa thong dong triển khai trận hình, nghênh đón Tô Hạo tấn công, tự hồ đang đợi Tô Hạo lộ ra kẽ hở. Ánh mắt Tô Hạo nheo lại, hắn phát hiện chỉ cần Minh công kích một người trong đó, thì sẽ bị sáu người còn lại cuốn lấy, đến lúc đó khó mà thoát thân được. Bảy tên thái sư này, kẻ nào cũng là thân kính bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, vượt qua hắn rất xa, một khi đã mất đi ưu thế, bị đối phương cuốn lấy, sinh tử khó liệu. Không thể đánh, Tô Hạo lập tức quyết đoán, phát động địa thứ cùng hỏa hoàn, nhiễu loạn trận hình của đối phương, sau đó thừa cơ rời đi. Chậm rãi dừng lại, mà bảy người ở phía sau theo khoảng mấy trăm mét rồi cũng dừng lại, đứng xa xa nhìn hắn. Lúc này Tô Hạo đã phát hiện chỗ thiếu hụt của bản thân, một là thiếu đi tính cơ động, hai là thiếu công kích cự ly xa, ba là thiếu lực bạo phát siêu cường. Nhìn bảy người sau lưng, hắn có chút khó xử, nên làm thế nào đây? Đối phương đến tột cùng là muốn theo dõi bản thân hay sao? Nhân tộc truyền thừa bao năm, quả nhiên không thể khinh thường. Tô Hạo ở đây lẳng lặng suy nghĩ đối sách, mà bảy người kia cũng không nóng nảy, bọn hắn đều minh bạch. Bảy người bọn hắn không có người nào có thể đấu tay đôi với khách qua đường, nên chỉ có thể so kiên nhẫn, mà một thợ săn hợp cách. Thứ không thể thiếu nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, bởi vì nếu xông lên loạn xạ, cái mạng nhỏ của bọn họ có lẽ hôm nay dừng ở đây rồi. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Vô Thanh Sát Lục 2.
cơ động, đánh lén cư ly xa, năng lực bạo phá. Tô Hạo cau mày phân tích làm thế nào trong thời gian ngắn nâng lên ba phương diện này. Không nhất định phải tăng lên ba phương diện, chỉ cần làm một trong ba cái đó là được, là có thể lập tức giải quyết phiền toái trước mắt. Còn cái gì có thể lợi dụng phù văn làm được đây? Thứ đầu tiên Tô Hạo nghĩ đến là pháo phòng không, bắn một phát, tiến bảy con ruồi sau lưng lên đường. Nhưng cái này không thực tế, điều kiện công nghiệp không có phép, phù văn có lẽ làm được, nhưng cần phải tốn nhiều công sức. Lại nghĩ đến chuyện chế tạo bom, hướng vào đám người kia, liền có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Mấu chốt là hắn tuy rằng có giáo trình dạy học, nhưng không có tài liệu để thực hiện, tay không làm ra bom hạt nhân là ý nghĩa hão huyền. Lợi dụng phù văn chế tạo bom, có thể làm được, nhưng cần suy nghĩ lại cấu trúc của trận bàn, không ngừng thử nghiệm, còn chưa chắc đã thành công. Biết thế, một năm trước hắn đã đưa vấn đề này vào nghiên cứu, lấy phù văn làm cơ sở, chế tạo ra một quả bom phòng thân, nếu được thì cũng không lâm vào hoàn cảnh lúng túng như bây giờ. Về phần tính cơ động, lấy điều kiện hiện tại có thể thực hiện được, làm một bộ giáp Iron Man. Tô Hạo lập tức lắc đầu, không có số liệu thử nghiệm chòe trống, máy bay ngược lại có thể. Nếu không dùng mảnh gỗ làm thử đôi cánh, thử xem có thể bay lên hay không. Dùng phù văn bộc phát cùng trùng kích phối hợp với nhau lấy lực đẩy, lấy cứng rắn ra cố đôi cánh, phá khổn giảm bớt lực cản. Chỉ cần có thể bay lên, tốc độ của ta sẽ tăng lên rất lớn, đến lúc đó muốn đi hay ở, tùy ta quyết định. Tô Hạo lập tức phân tâm tiến vào quả cầu không gian, dưới sự trợ giúp của tiểu sáng, hắn lấy số liệu của các hạng mục máy bay phi hành. Phối hợp với áo giáp toàn thân, lập tức dựng lên mô hình 3D đôi cánh, mô phỏng trạng thái bay trên trời dưới biến hóa của khí lưu. Trải qua quá trình không ngừng điều chỉnh cùng sửa chữa, cuối cùng cũng làm ra phương án. Còn đối với 7 người, vẫn đang đứng ở xa nhìn xem, bọn họ thấp giọng trao đổi với nhau, tựa hồ hợp mưu hợp sức, trao đổi kế sách đối địch. Tô Hạo ở xa xa liếc mắt nhìn, xác định đối phương không dám xông lên, liền không thèm để ý, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm một nơi có thể cung cấp nguyên liệu lấy gỗ. Rất nhanh, Tô Hạo liền tìm được một cây đại thụ đứng lẳng lặng nơi xa, hắn cất bước chạy tới. 7 người kia cho rằng Tô Hạo muốn chạy, liền nhao nhao đuổi theo. Tô Hạo đi tới dưới thân đại thụ, thân cây này dày một thước, vậy là đủ rồi. Hắn nhảy dựng lên vung đao chém đứt một đoạn thân cành, cẩn thận quan sát đoạn đứt gãy, lại dùng đao ở đoạn gãy đâm vài cái, xác nhận vật liệu chắc chắn, có thể dùng được, hắn liền không do dự nữa. Trường đao nâng lên, chắc chắn xuyên thấu sắc bén được gia trì, huyết khí phun ra, chém ngang. Giặc giặc, một tiếng giòn vang lên, đại thụ chậm rãi ngã xuống đất. Oanh, ken két. Nương theo cây đại thụ ngã xuống, vô số động vật chạy tán loạn, cũng may bọn họ chỉ kêu la vài tiếng chứ không có con nào bị cây đè chết. Tô Hạo dưới hướng dẫn của tiểu sáng, vung đoạn chặt một đoạn cây, sau rồi bắt đầu điêu khắc. Trường đao bổ tới đâu, gỗ ở đó bay lên, rồi sau đó đổi thành đoàn đao, mua máy quay cuồng, vụn gỗ rơi vãi khắp nơi. 7 người nhìn cử động của Tô Hạo, không hiểu ra sao, đang yên đang lành nổi hứng làm thợ mộc à. Tên khách qua đường này đang làm gì vậy? Không biết, có lẽ đang phát tiết nỗi buồn trong lòng, kế hoạch của chúng ta đa thành công, nhiễu loạn lòng hắn. Rất có thể, thắng lợi đã ở trong tầm tay. Cũng có người phản đối ý kiến, lo lắng nói ra, có lẽ hắn chế tạo phù văn cạm bẫy nào chúng ta không biết hay không. Dù sao đối phương cũng là phù văn sư áo giáp bạc, không thể không phòng. Có lý, có nên chạy nên ngăn cản không? 6 người khác lập tức nhìn hắn, đều đồng lòng nói ra, hay là ngươi chạy lên trước ngăn đi. Người nọ liền tắt tiếng. Sau đó tất cả mọi người nhìn nhau, hy vọng có người chủ động đứng ra, đi lên ngăn cản hành vi phá hoại môi trường của khách qua đường. Bởi vì chỉ cần hành vi mà địch nhân làm ra, nhất định phải ngăn cản lại, không sai. Bỏ mặc xuống dưới, ai biết còn phát sinh ra chuyện gì. Phải biết rằng, đối thủ của bọn hắn lần này là một nhân vật siêu cấp thiên tài, có thể đem phù văn nghiên cứu thấu triệt. Không người nào dám khinh thường vị khách qua đường. Nếu nói thời điểm vừa mới nhận nhiệm vụ, nghĩ đến chuyện 10 thái sư cùng nhau xuất mã, thành công chỉ là chuyện nhỏ. 10 tên thái sư là khái niệm gì? Đẳng cấp cao nhất của nhân tộc là tông tổ cấp, chỉ có 9 người, theo thứ tự là 9 đại thành chủ, xuống dưới chính là cảnh giới thái sư, cũng coi là lực lượng đỉnh phong của nhân tộc. Nhưng ngắn ngủi tiếp xúc, liền dập tắt ý niệm trong đầu của bọn họ, hơn nữa đột nhiên bọn họ nhận ra.
Nhiệm vụ mà cần đến 10 vị thái sư xuất mã không phải nhiệm vụ bình thường có thể dễ dàng hoàn thành, mà là nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Trong lòng bọn hắn luôn luôn bất an, cùng nhau xông lên ngăn cản lại không. Lúc này có người đề nghị, trầm mặc một hồi, có người hỏi, được, thế ai xung phong bây giờ? Vì vậy đề nghị này lại không giải quyết được gì. Hai võ giả xung phong sớm nhất hiện nay đầu một nơi thân một nẻo rồi. Mà hai vị thái sư kia thuộc về cảnh giới đỉnh phong, bọn họ cũng biết rõ. Nhưng cao thủ lợi hại như thế đều chết hết cả rồi, bọn họ cũng không muốn nói gót theo sau. Nhưng mà, bọn họ đều không biết, ban đêm lặng lẽ buông xuống, vô thanh sát lục cũng bắt đầu. Giải thích, vô thanh sát lục nghĩa là giết không tiếng động, hay không ai biết. Hết giải thích. Chương 94, sinh tử do mệnh. Làm ra một cái cánh không hề phức tạp, thậm chí cũng không cần đánh bóng, chỉ cần dựa theo thiết kế tiểu sáng cho trước mà làm, ra một hình dạng không quá lạc loài là được rồi. Sau đó lại chế tạo một số trang bị đơn giản khác. Nguyên lý của cánh bay là lợi dụng dòng chảy khí lưu ở trong không khí để tạo ra lực nâng, nhờ có tiểu sáng tính toán cùng mô phỏng. Việc chế tác vô cùng đơn giản, 2 giờ sau, Tô Hạo đã đem hình dạng đơn giản của cánh làm ra. So với loại cánh của máy bay chiến đấu thì hơi khác biệt một chút, chiều dài chỉ khoảng 1 mét. Tô Hạo đem cánh thử đeo lên áo giáp, nhìn qua thì khá phù hợp với bộ áo giáp này, nhưng chi tiết của cánh thì thật sự quá thô ráp. Tô Hạo thử lay động trái phải, phát hiện rất ổn, cũng không ảnh hưởng đến việc vung đao đánh nhau. Nhìn trái phải một vòng, cũng không phát hiện vật có thể làm dây thừng cố định, vì vậy Tô Hạo lại vung đao làm mộc, làm ra một cái khóa lỗ ban, đem cánh lắp vào phía trên áo giáp. Sau khi phát hiện không có vấn đề, Tô Hạo chờ mang đem hàng lâm. Hắn cần phải tiến hành bay thử, quen thuộc cách khống chế cùng tốc độ, nhưng không thể ở ban ngày ban mặt, dưới sự quan sát của 7 tên võ giả mà làm, chờ sau khi trời tối, có thể lặng lẽ thử nghiệm. Rất nhanh, trời đã tối, tầng mây hôm nay hơi dày đặc, chặn hơn phần nửa ánh trăng, mắt thường khó có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Tô Hạo trang bị cánh, kích hoạt hiệu quả cứng rắn sắc bén cùng phá không, lại cho mình một cái cân bằng, người nằm phục xuống. Dựa theo lộ tuyến đã thiết lập sẵn mà bắt đầu chạy trốn, càng lúc càng nhảy, đột nhiên nhảy về phía trước, bay lên không trung, đồng thời lòng bàn chân kích hoạt phù văn bộc phát. Oanh! Trong nháy mắt Tô Hạo ra tốc hướng lên phía bầu trời bắn đi. Chuyện gì xảy ra vậy? 7 tên võ giả bị tiếng nổ mạnh kinh động, lập tức nhảy lên phòng bị. Lão Tào nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra nói, nguy rồi, hắn muốn chạy, mau đuổi theo. 7 người lập tức hướng phía lão Tào đuổi theo. Một lát sau, lão Tào đột nhiên nhíu mày nói, tốc độ của hắn đột nhiên trở nên rất nhanh. Không có việc gì đâu, cứ theo sát phía sau là được. Lão Tào lắc đầu nói, chỉ sợ một tí nữa, sợ sẽ mất dấu đối phương. Làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này Tô Hạo đã ở trên không, hào hào trải nghiệm cảm giác bay trên không trung. Mới đầu trong nội tâm của hắn hơi chút bối rối, sợ hãi nếu nhỡ may không tốt liền rơi xuống. Nhưng từ khi hắn không ngừng kích hoạt phù văn bộc phát, tốc độ càng lúc càng nhanh, trạng thái phi hàng ngược lại càng ngày càng ổn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hai cánh sau lưng cung cấp một cỗ lực nâng lên, lập tức yên lòng. Tô Hạo cảm thụ tiếng gió va vào áo giáp, một cỗ cảm giác thoải mái lập tức tràn ngập toàn thân, nội tâm kích động như muốn hét lên. Cho dù mượn cánh mới có thể bay được, nhưng đây chính là bay rồi. Về sau, hắn muốn hoàn thiện bộ cánh phi hành này, nhưng dựa vào tài lực cùng hoàn cảnh bây giờ thì khẳng định không thể thực hiện nổi. Nhưng mà, lúc này hắn đã có thể dựa vào đôi bàn tay của mình bay lên bầu trời. Tô Hạo biết rõ, mình chính là người đầu tiên bay lên trời ở đây. Tương lai, hắn nhất định có thể đem mộng tưởng xa vời thực hiện, ít nhất cũng phải hoàn thành một hai việc. Hắn trước bổ sung cho cánh phù văn cứng rắn, dưới chân lại kích hoạt bộc phát, trong nháy mắt hướng phía trên không bay đi. Hắn muốn bay đến độ cao vô cùng cao, thử nghiệm các loại động tác khi bay, vạn nhất có thất bại bị rơi xuống, cũng có đầy đủ thời gian để hắn tiến hành điều chỉnh. Tiểu sáng, bắt đầu ghi chép số liệu, phi hành, phân tích tốc độ nhanh nhất trên một đường thẳng, phân tích tốc độ bức tốc, phân tích tốc độ chuyển góc, phân tích tốc độ lao xuống lớn nhất, phân tích tốc độ phi hành. Tô Hạo tiếp tục bay lên, đột phá tầng mây, ánh mắt sáng ngời, ánh trăng đầy theo, lại tiếp tục bay lên tiếp, đạt tới độ cao 3.000 mét về sau,
liền bắt đầu đưa ra chỉ lệnh cho Tiểu Sáng. Sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm, lúc cao lúc thấp, lúc lợi dụng phù văn trùng kích để đổi hướng, trong chốc lát hoàn thành một quỹ đạo bay hình chữ S. Ngay từ đầu còn hơi có chút không quen, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng thuần thục, Tô Hạo chơi đùa càng lúc càng lớn, nếu không phải sợ đôi cánh sau lưng không chịu nổi, hắn còn muốn chơi nhiều thêm nữa. Mà dưới tầng mây, bảy người lúc này đứng đối mặt ngây ngốc nhìn nhau, sau đó nhìn Lão Tào nói, Lão Tào, ngươi xác định hắn ở đây chứ? Lão Tào lúc này cũng có chút hoài nghi, dựa vào cảm giác thì đối phương ở phía trước, nói, không sai, cảm giác đối phương đang ở phía trước. Còn di động rất nhanh, trong chốc lát lại chuyển hướng, trong chốc lát lại vòng trở về, lại chạy hướng nam rồi, ta cảm giác không sai được đâu. Thú văn hạch tâm của Lão Tào là cảm giác, có thể truy tung mục tiêu ở phương hướng mặt phẳng, phạm vi rất rộng, nhưng không như quan sát của Tô Hạo, có thể quan sát được đến tọa độ chuẩn xác. Tọa độ mặt phẳng cùng tọa độ không gian không hề giống nhau. Tất cả mọi người biểu cảm hiện lên như nhìn thấy quỷ, nhìn Lão Tào chỉ vị trí Tô Hạo, trong mắt không khỏi nhìn lui nhìn tới, thế nhưng đến nửa cái bóng người cũng không thấy. Lão Tào giải thích nói, khả năng do trời tối qua, nhìn không thấy hắn đâu, chuyện này rất bình thường. Trong lòng tất cả mọi người đều nôn rãnh, tuy rằng trời quả thật tốt thiệt, nhưng bọn hắn là võ giả thái sư đấy. Tai thính mắt tinh, một người sống ở phía trước ăn chạy nhảy loạn, làm sao không phát hiện được, còn di động với tốc độ nhanh. Ngươi lừa quỷ à? Có người nói, Lão Tào, ngươi không phải mất dấu hắn, sau đó muốn lừa gạt chúng ta chứ? Lão Tào yên lặng không nói lời nào, nhưng thái độ truyền ra rất kiên quyết, ta tuyệt đối không sai. Lại nghĩ tới đối phương là phù văn sư áo giáp bạc. Nói không chừng có phép tàn hình cũng nên, trong lúc nhất thời nội tâm của mọi người liền tràn ngập sợ hãi, sợ đối phương đột nhiên giết ra. Qua hồi lâu, Tô Hạo đã thuần thục cách bay, đưa mắt thả về mặt đất, hạ thấp độ cao. Khoảng cách còn cách mặt đất 2.000 mét, Tô Hạo cảm giác được vị trí của 7 người. Hắn trốn ở trong tầng mây, chậm rãi rút ra trường đao, toàn bộ phù văn trên người khởi động, lại cho mình thêm cân đối cùng phá không. Phá không có thể giảm bớt lực cản của gió, đồng thời đem tiếng phi hành hạ xuống thấp nhất. Vẹn vẹn nghe như tiếng gió, cân đối có thể làm cho hắn tùy ý ở trên không điều chỉnh linh hoạt thân thể của mình. Cuối cùng, hắn cho toàn thân một phù văn hấp quang. Sau đó cả người hắn như một mảnh tối thui, lẩn vào trong bóng đêm, tựa như ẩn hình. Tô Hạo đem hình thức phi hành này gọi là hình thức phi hành tĩnh âm. Tuy rằng tốc độ bay sẽ giảm xuống, nhưng mà tốc độ hình thức phi hành tĩnh âm cũng nhảy hơn tốc độ chạy bằng chân nhiều. Hơn nữa lại có ẩn nấp, lặng lẽ lướt qua, đem đầu lâu địch nhân hái xuống, đối phương nhất định không phản ứng kịp. Chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hạo bắt đầu lao xuống, xuyên qua tầng mây, lặng yên không một tiếng động. Dựa theo trình tự lúc trước, toàn bộ cảm giác tập trung vào võ giả số 4, trường đao dính sát tại đùi, không phát ra một tia thanh âm, tùy thời vung xuống, thu hoạch tính mạng của địch nhân. Cùng lúc đó, tim Lão Tào liền đập nhanh liên hồi, quá sợ hãi nói, hắn tới rồi, tốc độ rất nhanh, ở phía trước, chạy mau. Dứt lời, liền chạy trước. Tinh thần của tất cả mọi người lập tức kéo căng, hướng phía Lão Tào chạy trốn. Còn có lão giả gan to quay đầu lại nhìn về hướng Lão Tào chỉ, hắn liền trợn tròn con mắt, bởi vì sau lưng chẳng có gì. Thời điểm quay đầu lại muốn hỏi Lão Tào, thì đột nhiên có tiếng rít xẹt qua một bên, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Đầu lâu Lão Tào đột nhiên bay lên, sau đó lăn xuống mặt đất, thân thể ngã xuống, không một tiếng kêu. Tất cả mọi người đều theo phản xạ lập tức tránh xa ra. Mới vừa rồi là cái gì? Có người lớn tiếng hỏi. Không biết, không thấy rõ. Nghe giống như có gì đó lướt qua, nhưng lại không thấy. Giống như từ trên cao bay xuống vậy. Nguy rồi, Lão Tào chết rồi, chúng ta mất đi võ giả duy nhất truy tung. Làm sao bây giờ? Từ bỏ nhiệm vụ chạy về phục mệnh. Lần này có 9 đại thành chủ tụ tập, tựa hồ đang đợi chúng ta mang người về, nếu tay không mà về, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Kế tiếp cả đám liền trầm mặc. Thời điểm còn Lão Tào, còn có thể cùng đối phương chơi mèo đuổi chuột, hiện Lão Tào chết rồi. Như là cắt đi mắt của bọn họ, chỉ cần đối phương muốn chạy, nhiệm vụ kế tiếp trên cơ bản không cách nào hoàn thành. Mà không hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ có một kết cục, đó chính là chết, trời đất bao la, trốn chỗ nào cũng không thoát. Nếu như đối phương không chạy, mà nghĩ biện pháp tập kích 6 người còn lại, thì vẫn còn cơ hội lật bàn. Giờ khắc này,
tất cả mọi người đều biết rõ nên lựa chọn thế nào. Sinh tử do mệnh, kế tiếp nhờ cậy lão Hạc đi. Năm người chúng ta làm mồi dụ, tìm kiếm một tia cơ hội. Chú ý công kích đến từ bầu trời. Tất cả mọi người gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, Phù Văn Bộc Phát. Mặc kệ kế hoạch của 6 người thế nào, kế tiếp đều là thời khắc săn mồi của Tô Hạo. Chỉ khi nào giết hết toàn bộ, hắn mới có thể an tâm rời đi, tìm một chỗ mà thư giãn ngủ một giấc thật tốt. Tô hay bay trên không trung, chuẩn, bị kỹ càng, lần nữa đáp xuống, tập trung vào mục tiêu kế tiếp. Từ trên đổi góc 60 độ, đợi đến thời điểm đạt đến tốc độ nhanh nhất, liền phi hành xuống dưới mặt đất cách 3 thước. Sau đó ở trên đỉnh đầu của một tên võ giả thái sư lướt qua, tiếp theo, một cái đầu lâu bay lên không. Ngay sau đó dùng tốc độ cao, lần nữa bay lên tầng mây. Lão Hạc cũng chết rồi. Làm sao bây giờ? Nếu không thì chúng ta giải thể đi. Tiến vào khu hoang dã, tìm cơ hội sinh tồn. Ngươi muốn phản bội tộc? Không, ta chỉ không muốn chết khó hiểu ở chỗ này thôi. Ta hy vọng mình có thể chết khi đánh nhau với hung thú. Ta cũng vậy, cho dù du đãng ngoài hoang dã, còn có thể săn giết hung thú, cuộc sống khẳng định dễ chịu hơn. Hơn nữa, ta cảm giác khách qua đường không có làm gì sai. Võ giả chi lộ cùng phù văn toàn giải ta cũng đã đọc, hoàn toàn ủng hộ cách làm của hắn. Vậy thì đi thôi, tới khu hoang dã, hữu duyên gặp lại. Vì vậy năm người bỏ chạy tứ tán, sử dụng sức bình sinh của mình, tìm các phương hướng khác nhau mà chạy trốn. Mục tiêu số 5, Tô Hạo đáp xuống, trong lúc đối phương vô tri vô giác, nhận lấy đầu của hắn. Về phần vì sao vẫn thu hoạch đầu người, Tô Hạo tỏ vẻ hắn cũng không muốn, đơn giản những người này đều mặc áo giáp kín toàn thân, ngoài trừ cổ hơi lộ ra ngoài, thì hắn không thể hạ thủ chỗ khác được. Mục tiêu số 6, Tô Hạo nhướng mày, lập tức thay đổi phương hướng, hướng mục tiêu số 6 bay tới, nhưng mà hắn phát hiện, thời điểm sắp đuổi kịp mục tiêu số 6, thì số 7, 8, 9 sắp thoát khỏi phạm vi radar của hắn. Sau khi nhớ kỹ phương hướng của ba tên còn lại, Tô Hạo xin nhẹ cái cổ số 6, sau đó lập tức hướng số 7 bay tới. Thật sự chạy. Tô Hạo hoài nghi đối phương triệt để sợ, nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng. Nếu bọn họ mang theo đồ đạc của hắn để chạy về, rồi dùng định vị, chỉ sợ lần sau không còn là 10 người. Tô Hạo không thèm ẩn thân nữa, thoát khỏi trạng thái phi hành tĩnh âm, hiệu quả ẩn hình liền biến mất, tốc độ đề cao lên rất nhiều. Oành! Địa phương Tô Hạo lướt qua, lá cây bay lên bầu trời, tiếng sấm rền vang. Số 7 cũng không thoát khỏi được lưỡi hái của Tô Hạo. Tiếp theo là số 8. Tô Hạo ở trên không tìm kiếm một chút, mới tìm được đối phương, sau khi số 8 chạy thoát khỏi phạm vi 3.000 mét. Liền bắt đầu thay đổi phương hướng, coi như cũng vô cùng cơ trí, nhưng hắn lại đen đủi gặp phải Tô Hạo. Tiếp theo là số 9, người cuối cùng, số 9 đã chạy rất xa, nhưng vẫn bị Tô Hạo kiên nhẫn tìm được, cuối cùng giao ra đầu lâu. Đến tận đây, Tô Hạo mới kết thúc nhiệm vụ diệt sách tất cả, thu hoạch được toàn thắng. Hai chân Tô Hạo vững vàng rơi xuống mặt đất, thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. 10 vị thái sư này kinh nghiệm chiến đấu rất lão luyện, thiếu chút nữa đã gây ra khó khăn cho hắn. Tuy nhiên, chuyện này đối với Tô Hạo mà nói, giúp hắn có thể nhận ra chỗ thiếu hụt, coi như có thu hoạch. Trước tìm một chỗ ẩn tu, hảo hảo nghiên cứu hệ thống chiến đấu của bản thân, để về sau không tái hiện tình cảnh như này nữa. Tô Hạo nghỉ ngơi xong, liền rất nhanh chạy trốn, hắn nhảy lên không trung, dưới chân bộc phát, nhanh chóng bay lên không trung, chọn một phương hướng rồi bay đi. Nửa tháng sau, trong một sơn động ngoài khu hoang dã, Tô Hạo nhìn hai cái cánh làm bằng kim loại, thả công cụ đánh bóng ra, hắn thỏa mãn gật đầu. Sau đó đem cặp cánh tới một cái áo giáp hoàn toàn mới, cầm lấy một cái cánh trong đó, đặt phía sau sợi tổng hợp của áo giáp, rồi lại dùng đinh ốc cố định, kết hợp hoàn mỹ. Xác định rất chắc chắn, hắn lại đem cánh thu vào. Tạch. Cách bị gấp vào bên trong, nhìn qua thì giống một cái áo choàng. Phát hiện không có vấn đề gì, hắn lại đem cánh khác lắp đặt, xong rồi thu lại. Lúc này nhìn qua áo giáp, có cái lưỡi đao nhọn xòe ra, giống như cánh ve, như một chiếc máy bay chiến đấu phiên bản thu nhỏ. Nhìn qua là biết đồ khoa học kỹ thuật, dưới ánh sáng mặt trời, lộ ra ngân quang lóng lánh, sắc bén vô song.
Tô Hạo nhìn áo giáp mình tự thiết kế, trong mái lóe lên sự yêu thích. Ban đêm hàng lâm, Tô Hạo không thể chờ được nữa mà mặc lên áo giáp, thò tay mang mũ bảo hiểm được thiết kế nhọn hoắt, đeo lên cài lại, nhìn qua như một máy bay hình người. Thử hoạt động một chút, phát hiện hai cánh sau lưng cũng không ảnh hưởng đến động tác chiến đấu. Tô Hạo bấm vào một cơ quan nhỏ, sau đó lấy tay nắm lấy hai cánh, dùng sức kéo ra ngoài một phát. Két, két. Hai cánh mở rộng ra, Tô Hạo cố định lại động cơ, trực tiếp chạy ra bên ngoài hang động, chân vừa đạp, nhảy lên một phát. Oanh. Phù văn dưới chân bộc phát liền được kích hoạt, toàn bộ người Tô Hạo như tên lửa bắn lên không trung, rất nhanh biến mất giữa tầng mây. Tốc độ bay nhanh đến nỗi bạo phát ra âm thanh rất xa. Tô Hạo kích hoạt phù văn cứng rắn sắc bén phá không trên cánh, lại cho mình một phù văn cân đối, ở trên không bắt đầu đánh võng lạng lách, bay như ngả. Bay vòng tròn, bay hình nến, Tô Hạo ở trên không, sáng tác các kiểu bay mà con người có thể làm được, sau đó liền chuyển vào trạng thái bay tĩnh âm. Theo thời gian trôi qua, Tô Hạo điều khiển càng ngày càng thành thạo, hắn có thể đổi hướng vô số lần. Nhưng mà lần này cũng chỉ là bay thử, mục đích là thu nhập dữ liệu, sau đó mới kiểm tra, xem có sai sót gì không. Bay được một hồi, Tô Hạo lập tức trở về mặt đất, vững vàng rơi trên mặt đất, đem hai cánh thu vào trong. Tiến vào quả cầu không gian, liền xem xét số liệu phi hành, lại xem năng lực thừa nhận của hai cánh. Tổng thể thì không tệ, so với tưởng tượng của Tô Hạo thì còn tốt hơn. Thí nghiệm bay lượn của Tô Hạo, đến đây coi như thành công. Hắn vui vẻ đặt tên cho bộ áo giáp này, gọi là áo giáp bay. Như vậy vấn đề kế tiếp, chính là suy tính về vấn đề công kích cự ly xa cùng bạo phá. Trước tiên nói về vũ khí công kích cự ly xa, cái thứ nhất hắn nghĩ đến là súng bắn tỉa. Cường độ của tài liệu thì chưa đủ, nhưng dùng phù văn cứng rắn gia cố, bộc phát thay thế hỏa dược. Nhưng vấn đề là, ở thế giới này, công nghệ chế tạo nòng súng hiển nhiên không đạt được đến độ yêu cầu cao, viên đạn vừa bay ra nòng, chỉ cần lệch một chút, liền coi như bắn hụt. Tạm thời phù văn cũng không giải quyết được vấn đề này. Bất đắc dĩ, Tô Hạo đành dẹp kế hoạch này sang một bên, chờ có thời gian về sau, tiến hành nghiên cứu thêm. Về phần vấn đề bạo phá, có quan hệ trực tiếp đến uy lực năng lượng bộc phát. Cho nên muốn chế tạo nên một quả bom, vấn đề Tô Hạo cần giải quyết là tận dụng trong một khoảng thời gian ngắn, bộc phát được năng lượng tối đa. Trước mắt từ số liệu mà tính, thì sau khi huyết khí sau khi thông qua bộc phát, liền bạo phát năng lượng cao nhất, vì vậy có thể dùng bộc phát làm trụ cột, tương đương với công hiệu của hảo dược. Tô Hạo bắt đầu suy nghĩ về cách làm một quả bom có tính nổ mạnh. Nhưng mà hắn chỉ dựa vào phù văn, căn bản không gây ra tính sát thương gì mạnh, đến nổ bay áo giáp cũng không làm được. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như một cái phù văn không được, thì có thể thông qua việc gia tăng phù văn dẫn đến biến chất được không? Tính toán của Tô Hạo rất đơn giản, nếu như một con kim tuyến trùng chỉ có thể kích hoạt phù văn bộc phát một lần. Vậy thì gia tăng số lượng phù văn lên 10.000 miếng, như vậy có thể đem sức bật tăng tới 10.000. Mà vấn đề là, hắn đâu có nhiều thời gian mà làm nhiều phù văn đến như vậy. Coi như làm được đi nữa, thì đồng thời kích hoạt 100 miếng phù văn bộc phát nếu như thời gian kích hoạt phù văn bị khác nhau. Như vậy sau khi phù văn bộc phát được kích hoạt, thì phù văn bộc phát đầu tiên sẽ phá hư đi 99 miếng bộc phát phía sau, dẫn đến mất hiệu quả. Cuối cùng uy lực của bộc phát cũng vẻn vẹn là một cái phù văn duy nhất mà thôi. Đây thuộc nan đề về tính kết cấu. Tô Hạo tin tưởng chắc chắn có biện pháp giải quyết. Nên làm thế nào đây? Nghĩ đến, bỗng nhiên hai mắt Tô Hạo tỏa sáng, có một ý tưởng có thể thực hiện được. Mà bên kia, chủ thành Hoa An, Vương Cung, bên trong thiên điện Vĩnh Hòa. Nhân Vương híp mắt dựa lưng vào ghế, đột nhiên có một người thân thể cong cong tiến vào, nói khẽ với Nhân Vương. Đại trưởng lão, 10 vị thái sư đuổi bắt khách qua đường đã thất bại, 10 tên kia đều bị giết chết. Nhân viên đột nhiên mở hai mắt, một cỗ khí thế cường đại quét toàn bộ đại điện, khiến tất cả mọi người đều tim đập nhanh. Mà bên ngoài làn da của Nhân Vương hiện lên một mảng lớn đường vân, tản ra hào quang màu vàng. Chương 96 Nắm bắt cơ hội 1. Tô Hạo nghĩ tới điểm quan trọng, lập tức tiến vào quả cầu không gian, lợi dụng tiểu sáng để tiến hành kết cấu mô phỏng. Trước phục chế hình chiếu ra 10 miếng phù văn bộc phát, sau đó quan sát kết cấu của phù văn. Nếu như mạch suy nghĩ này có thể thực hiện, như vậy có thể khuếch trương quy mô lớn, đạt tới 100 miếng,
thậm chí là 1.000 miếng. Điều kiện để bộ phát đồng thời là vẽ hoàn tất cùng một lần, mỗi một phù văn đều có điểm khởi đầu cùng điểm cuối, quá trình chế tạo tốn nhiều thời gian, kỳ thật chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là chúng có phát huy cùng nhau trong một lúc hay không. Vì vậy, Mạch Tô Hạo suy nghĩ vô cùng đơn giản, nếu như điểm cũ của 10 miếng phù văn hội tụ lại một chỗ, rồi lại chia lìa độc lập. Như vậy chỉ cần hắn dùng huyết khí bổ sung điểm cuối là tất cả phù văn có thể vẽ hoàn tất, đồng thời kích hoạt bộc phát. Như vậy, kết cấu hình cầu. Tô Hạo khởi động mô hình hình cầu, sau đó đem phù văn bộc phát khắc ấn lên trên, đem toàn bộ hình cầu này bao lại, sau đó đem điểm đầu cùng điểm cuối ngăn ra. Suy tư một chút, liền từ chỗ đứt gãy, đem điểm đầu cùng điểm cuối phù văn hội tụ lại tâm hình tròn, treo ở trạng thái không tiếp xúc với mấy đường vân xung quanh. Kể từ đó, huyết khí chỉ cần dựa theo đường vân mà hoàn tất, sau đó phù văn vào trong trạng thái chờ, chỉ cần dùng huyết khí nhẹ nhàng chạm vào là có thể đồng thời kích hoạt phù văn bộc phát ra. Hiện tại còn dư lại một vấn đề duy nhất là đưa huyết khí vào vị trí tâm cầu. Hắn không có khả năng đưa tay vào để kích hoạt A. Vì vậy, Tô Hạo ở đỉnh hình cầu mở ra một đường thẳng nối trực tiếp vào tâm, sau đó đem điểm đầu cùng điểm cuối của phù văn đưa ra mặt ngoài, hình thành vô số đốm nhỏ chẳng chịt, như là tổ ong, là nơi để hắn có thể đưa huyết khí vào trong hình tròn. Mà tâm cầu là điểm hội tụ đầu và đuôi của phù văn, với tư cách kích hoạt phù văn hoạt động. Chúng tụ hợp một chỗ với nhau, nhưng không thể tiếp xúc nhau được. Nếu muốn kích hoạt phù văn, chỉ cần lấy tay tiếp xúc với đường thẳng, hướng bên trong đưa huyết khí vào, sau đó kích hoạt điểm đầu điểm cuối tụ hợp lại với nhau. Tô Hạo vì trí tưởng tượng thiên tài của mình mà thả một nút like. Sau đó hắn phát hiện ra một vấn đề, ách. Tựa hồ không có kéo dài thời gian, chẳng lẽ vừa kích hoạt xong là phù văn vừa nổ luôn, đây chẳng phải tự sát à? Không ổn. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ như thế nào để kéo dài thời gian huyết khí truyền vào trong. Thời điểm cầm quả bom trong tay, không có khả năng trực tiếp lấy tay đem phù văn bổ sung xong, chỉ có thể thông qua thứ gì đó để tự động bổ sung. Vì vậy, quả bom này cần phải chia làm hai bộ phận, một bộ phận trong đó là phù văn bộc phát được tạo thành bởi hình cầu, mà phần còn lại là một quả bóng nhỏ tự động truyền ra huyết khí. Chỉ cần đồng thời đưa huyết khí vào hai phần này, sau đó tự động thiết kế cho quả bóng nhỏ này một đoạn thời gian, tự động truyền ra, đem điểm khởi đầu cùng điểm cuối hội tụ lại một chỗ, là có thể lập tức làm nổ quả bom. Tô Hạo đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mân mê không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng xác định được phương án. Vậy thử xem sao. Trước tiên phải đi thu nhập kim tuyến trùng. 10 ngày sau, Tô Hạo nhìn quả cầu làm bằng kim loại trong tay, trên môi nở nụ cười hài lòng. Hắn đi vào dã ngoại, thò tay truyền huyết khí vào trong quả cầu, điều động từng ly từng tí huyết khí đưa vào bên trong. Vài giây sau đó, bên trong quả cầu truyền ra tiếng két. Quả cầu đã được kích hoạt. Tô Hạo lập tức đứng dậy, quay người bỏ chạy, một bên vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn vào quả cầu kim loại. 5 giây sau đó, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất bay lả tả, một chút nện trúng mắt Tô Hạo, làm mặt của hắn hơi đau nhức. Thành công, Tô Hạo vội chạy trở về, nhìn đường kính vụ nổ khoảng 4 mét, vẻ mặt hắn liền mừng rỡ. Uy lực vượt quá lưu đạn bình thường, bằng một kích của tông sư. Mà đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm đầu tiên mà thôi. Tô Hạo đứng ở bên hố, một tay vừa sờ cằm vừa trầm tư, tự hỏi phương án cải tiến lựu đạn. Bên trong hình cầu còn có rất nhiều không gian để khắc ấn, có thể đem từ 10 miếng phù văn lên thành 50 miếng. Hơn nữa, cảm giác nếu như kim loại bên ngoài cứng rắn hơn một chút, thì uy lực bạo tác cũng có thể mạnh hơn. Vì vậy, thời điểm Tô Hạo chế tạo quả bom thứ hai, ở bên ngoài kim loại lại gia tăng thêm một quả phù văn cứng rắn. Tuy rằng vỏ ngoài cũng không phải càng mạnh càng tốt, nhưng vỏ ngoài quá yếu thì sát thương khi nổ bé đi rất nhiều. Về phần có thêm đưa thêm bi thép vào trong hay không, đây là vấn đề cần phải suy nghĩ sau này. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, nắm bắt cơ hội 2. Lại qua thêm 10 ngày, Tô Hạo cầm ra một quả cầu lớn hơn lần trước ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Sau khi cẩn thận kích hoạt quả bom, hắn lập tức chạy trốn ra xa, trốn sau một tảng đá lớn. Lần này thời gian kích nổ là 10 giây, vô cùng an toàn.
Oành! Một tiếng nổ mạnh vang lên rung trời, lỗ tai Tô Hạo trong nháy mắt bị chấn động vù vù. Trái tim thiếu chút nữa mà ngừng nửa nhịp. Mà mẹ nó! Trâu quá! Tô Hạo đi tới trước hố bom, nhìn đường kích hố sâu hơn mười mấy mét. Uy lực này đến cả võ giả cảnh giới thái sư chưa chắc đánh ra được. Hơn nữa, võ giả thái sư mà ăn phải quả bom này, không kịp chuẩn bị, dù cho có áo giáp chống rỗ, cũng có thể mất nửa cái mạng. Tuy nhiên có phòng bị trước, hoặc né tránh, thì cũng có thể chịu nổi. Ừ, thử cường hóa thêm một phen, thử xem trăm miếng phù văn bộc phát hiệu quả ra sao. Chỉ là một quả bom cấp thái sư, hiển nhiên đây không phải thứ Tô Hạo mong muốn, thứ hắn cần là một quả cầu, có thể giải quyết mọi phiền não của bản thân. Tuy nhiên, tài liệu có chút không đủ, phải đến thành gần đây để bổ sung. Nhưng mà một thân áo giáp của Tô Hạo cũng quá rêu rao rồi, nói không chừng sẽ bị người ta nghi ngờ là phù văn sư áo giáp bạc, đưa tới việc bị người ta đuổi bắt. Vì vậy, hắn đợi đến khi bay đến ngoài trấn nhỏ, sẽ đem cánh phía sau áo giáp giấu kỹ, lại hóa trang một chút rồi mới vào thành. Thời điểm Tô Hạo bay trên trời cao, có thể nhìn thấy thị trấn nhỏ ở phía xa, hắn bắt đầu hạ thấp độ cao. Hả? Đó là cái gì? Chỉ thấy trong tiểu trấn chậm rãi bay lên khói lửa dày đặc, tựa như xảy ra hỏa hoạn. Tô Hạo quyết định không vội vàng tiến vào tiểu trấn, mà đổi sang hình thức bay tĩnh âm, rất nhanh bay lên cao, đi vào tầng mây trong trấn, xuyên thấu qua tầng mây khẽ nheo mắt quan sát. Nhưng phát hiện có một chút lúng túng, bởi vì cao quá nên nhìn không rõ. Còn thiếu một cái kính viễn vọng, phù văn mới có thể giải quyết, Tô Hạo hạ quyết tâm khi trở về sẽ nghiên cứu một phen. Tuy nhiên bây giờ, bay thấp một chút, bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Bị phát hiện thì bị phát hiện chứ, ai có thể làm gì hắn, cùng lắm bay đi là được. Nghĩ xong, Tô Hạo liền hạ thấp độ cao, bay khoảng độ cao 700-800 mét. Lúc này hắn đã thấy rõ chuyện gì xảy ra phía dưới. Ở giữa thị trấn có một cái bàn lửa cực lớn, xung quanh tụ tập vô số dân trấn, lặng im nhìn ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Lúc này, thủ vệ đội của thị trấn đang đem từng cuốn thư tịch ném vào trong đó. Đây chính là hai quyển sách mà Tô Hạo bán ra, võ giả chi lộ cùng phù văn toàn giải. Tô Hạo im lặng. Hắn bay ra khỏi bên ngoài thành, sau khi hạ cánh, trang điểm toàn thân một chút, lại trang điểm cho mình thành một người khác, hắn mới đi vào thị trấn, thẳng đến quảng trường trung tâm. Sau khi hỏi thăm nhiều người, hắn cũng biết được chân tướng sự tình. Võ giả chi lộ cùng phù văn toàn giải bị liệt vào sách cấm, không cho phép bất luận kẻ nào tư tàng. Một khi bị phát hiện, lập tức bị bắt bỏ vào trong lao, phán xử tội nặng nhất, sau đó bị xử quyết. Hơn nữa, nếu có người báo án sẽ được ban thưởng một đồng vàng. Vì vậy rất nhiều người đều luống cuống, nhao nhao đem sách mua được, lấy ra nộp lên, ném vào đống lửa. Cũng có kẻ không muốn, nhưng sau khi thấy mấy người khác bị bắt, liền nhao nhao đi nộp, hiệu quả cấm sách liền trở nên nổi bật. Tuy nói không nhất định có thể đem một mẻ hốt gọn, cũng có khả năng còn con đường sao chép, nhưng mà cuối cùng cũng cấm được chuyện hai quyển sách này được truyền bá, biến những người giữ chúng này lưu đồ cấm. Đây không phải bổn ý của Tô Hạo. Tô Hạo nắm chặt tay lại, nhưng lại thả ra. Hắn yên lặng xoay người rời đi, đi mua tài liệu cần thiết. Sau khi đem toàn bộ tài liệu về căn cứ, Tô Hạo lần nữa bay lên bầu trời, bay về nhưng thành trấn chỗ khác. Hắn cầm phải xác, nhận lại một phen, có phải toàn bộ thành trấn đều liệt võ giả chi lộ cùng phù văn toàn giải vào hàng sách cấm rồi hay không? Quả nhiên, như hắn sở liệu, tất cả thành trấn đều bắt đầu cấm sách, vô số quyển sách bị mang đi đốt. Có thể đoán được, tất cả nỗ lực của hắn sẽ trở thành vũ khí để mấy người ngồi trên cao tiếp tục thống trị. Những chuyện hắn làm ra, kết quả sau cùng, so với suy nghĩ của hắn thì hơi chênh lệch. Đổi là mà nói, chỉ bằng vào thực lực của mình, không cách nào thay đổi thế giới này. Thứ có thể thay đổi thế giới này, chỉ có người thế giới này mà thôi, bọn hắn mới là chủ nhân của phiến thiên địa này. Không có máu tươi nhuộm đỏ lá cờ, thì sao có thể đón gió mà tung bay? Không nắm bắt cơ hội, làm sao có cơ hội ngẩng đầu nhìn lên trời? Chương 98, 800 bạo. Sau khi hai quyển sách bị cấm, qua một tháng sau, ở ngoài đường đã có rất ít người bàn luận về hai quyển sách này nữa rồi, lâu lâu chỉ thấy ngẫu nhiên trao đổi với nhau một chút. Người không còn giữ quyển sách thì tỏ ra tiếc nuối, người còn giữ thì yên lặng, đợi qua phong ba lần này rồi tính tiếp. Thành Hòa An, Vương Cung, trong cung điện Vĩnh Hòa,
Nhân Vương ngồi một mình trên thủ tọa, mở miệng trầm chiêu mà hỏi, vẫn chưa tìm được người sao? Lập tức có người trả lời, thưa đại trưởng lão, tin tức mới nhất thì vẫn còn chưa tìm được. Vị khách qua đường này dường như đã biến mất, khả năng lớn lang thang ngoài vùng hoang dã. Nhân Vương thở phào, hơi khoát tay, người nọ liền lui ra. Lúc này khoảng cách hội nghị bàn tròn đã qua được 2 tháng, từ nửa tháng trước, 8 vị trưởng lão khác đợi không được kết quả nên đã về thành của mình trước. Nhân Vương ngồi lặng lặng trên chủ tọa, không biết đang suy tư điều gì, trong miệng lẩm bẩm nói, khách qua đường. Võ giả chi lộ, phù văn toàn giải, là phúc hay là họa? Trong nội tâm Nhân Vương biết rõ, đối với nhân tộc mà nói, là phúc. Nhưng đối với giai cấp thống trị của các đại gia tộc, là họa. Mà hắn, mặc dù đại biểu lợi ích của nhân tộc, cũng đại biểu lợi ích của gia tộc, nên không biết lựa chọn thế nào. Hắn dù sao cũng là cường giả đi lên từ thời xưa, ở sâu trong nội tâm có khuynh hướng ủng hộ chế độ cũ, đây là nhận thức do hoàn cảnh từ bé quyết định, khó có thể thay đổi được. Mỗi thứ mới đều dẫn đến cải cách, cuối cùng kết thúc bằng máu tươi. Sách cấm, chỉ có thể trì hoãn thời gian bộc phát mâu thuẫn giai cấp, hắn chỉ có thể làm đến đây. Hắn quá già rồi, sống không được bao lâu, tương lai nên làm thế nào, bảo đám hậu nhân tự mình quyết định đi. Tô Hạo lần nữa thử một quả bom ẩn chứa 800 phù văn bộc phát, đường kính vụ nổ gần 100 mét, Tô Hạo núp ở phía xa còn bị sóng xung kích lật thổi cho té ngã. Mà 800 bạo cũng không phải quả bóng nhỏ, mà là một cái nồi lớn, cái nồi mà thôn dân hay sử dụng. Tô Hạo có thể tiếp tục tạo 1.000 bạo hay 1.000.000 bạo thậm chí nhiều hơn, tuy nhiên thể tích vật chứa cần phải to hơn để dung nạp nhiều phù văn, hơn nữa khi sử dụng còn tốn nhiều huyết khí. Có lẽ huyết khí kết tinh đã có chỗ sử dụng. Tuy nhiên, hắn cảm thấy không cần, liền hỏi một cái, thấy hắn thả mấy quả 800 bạo này ra, ai có thể đỡ nổi. Võ giả đỉnh cấp đại tông sư sao? Đại tông sư vẫn còn thân thể huyết nhục. Mà thân thể của người bình thường có thể đỡ nổi loại uy lực này sao? Tô Hạo không cho rằng ai có thể đỡ nổi, nếu quả thật có, hắn nguyện ý xưng đối phương là mạnh nhất. Mà nhân tộc nắm giữ bom này, hung thú ở vùng dã ngoại lấy gì mà chống cự? Sự tình hung thú trắng trợn phá thành ăn thịt người còn phát sinh sao? Tô Hạo lộ ra nụ cười tươi, toàn thân khoan khoái dễ chịu, cảm giác thành tựu như mở ra một trang mới lịch sử, đây là cảm giác sung sướng khi đạt được thành tựu. Mấy đời trước chật vật để sống, nhưng ở kiếp này, hắn rốt cuộc cũng có tư cách rồi. Ở sâu trong nội tâm, hắn bắt đầu công nhận sự hiện hữu của mình, mà không phải linh hồn lang thang không có nơi để về. Hắn tin tưởng, vô luận tương lai lưu lạc đến thế giới nào đi nữa, hắn đều có giá trị của mình, có ý nghĩa để tồn tại. Nếu như không thể nhận thức được chính mình, hắn rất lo lắng trên con đường dài tẻ nhạt phía trước, liền biến thành một người vô hồn, không có ý chí. Sau khi thử bom xong, Tô Hạo lần nữa làm ra một quả 800 bạo, hơn nữa còn bỏ vào bên trong nhiều lưỡi dao sắc bén, với tư cách là nâng sát thương lan. Hoàn thành chế tác, Tô Hạo mặc áo giáp cách, đem 800 bạo cất vào một cái túi, cõng vào sau lưng, đi ra ngoài động bắt đầu thử phi hành có phụ trọng. Nhất tỉnh có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng chủ yếu là hình thức phi hành tĩnh âm bị quấy nhiễu, không thể cách nào đạt đến hiệu quả vô thanh vô tức. Sau đó Tô Hạo phản hồi lại mặt đất, đem 800 bạo để qua một bên, không để ý tới nữa, ngược lại suy nghĩ một vấn đề khác. Hai quyển võ giả chi lộ cùng phù văn toàn giải của hắn, quyết không thể để nó thành vũ khí cho giai cấp thống trị. Nhưng mà chỉ dựa vào một mình lực của hắn, căn bản vô lực phản kháng toàn bộ nhân tộc. Điều hắn có thể làm là chôn hạt giống xuống trong lòng mỗi người, chờ đợi hạt giống nảy mầm. Hiện tại xem ra, hạt giống này đã được vun trồng, nhưng mà phải chờ nó triệt để trưởng thành. Không biết còn phải đợi bao nhiêu năm tháng, không biết còn có bao nhiêu người chết trong bụng hung thú, không có sức phản kháng. Vì vậy, hắn còn cần phải tưới một chút nước. 3 tháng nữa Tô Hạo đủ 16 tuổi rồi. Hắn quyết định đợi đến ngày sinh nhật, sẽ tặng cho mọi người một phần đại lễ. Chờ phần đại lễ này được tặng xong, hắn sẽ trở lại chăm chú nghiên cứu phương pháp tấn cấp thái sư. Muốn tiến giai lên cấp thái sư, có 2 con đường để đi, một là gia nhập vệ đội của thành Hòa An, làm ngựa cho người ta sai khiến 8 năm, thu hoạch tư cách tiến giai thái sư, về phần cuối cùng có được chọn hay không thì vẫn còn là dấu chấm hỏi. Một con đường khác là vào trong vùng hoang dã, giết vô số hung thú cấp thái sư, sau đó tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Mà thí nghiệm này không biết cần qua bao lâu,
Nhanh thì 1 năm, chậm thì 5 tới 10 năm cũng chưa chắc đã thành công. Vì vậy, hắn cần phải làm tốt tâm lý trường kỳ bế quan. Chuyện tiến giai lên thái sư không phải là chuyện đơn giản, làm sao cấy ghép vào cũng là một vấn đề rất lớn, nhưng cũng không cần vội, trước phải đem lễ vật chế tạo ra đã. Nhưng mà trước đó, hắn cần chuẩn bị làm một số thứ. Phục chế bám vào khắc khuếch tán xuyên thấu biến sắc cường quanh thao khống bình chướng tập trung. Tô Hạo từng bước hiện từng phù văn lên, sau đó bắt đầu nghiên cứu cậu tạo ra một phù văn trong suy nghĩ tưởng tượng của hắn. Không, phù văn trong suy nghĩ của hắn không còn là phù văn nữa, mà là thần thông. Đây là ý nghĩa của hắn, lợi dụng cấu tạo của phù văn để làm ra phù văn trong trí tưởng tượng của mình. 3 tháng sau, vạn dặm một mảnh trời quang, gió nhẹ nhàng thổi. Trên bầu trời thành Hòa An bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ lớn cực mạnh, giống như tiếng sét đánh, liên miên không dứt. Trong thành có gần 100 vạn người nhất thời đều ngẩng đầu lên trời nhìn chăm chú, bọn hắn chưa từng nghe qua tiếng nổ này, vô cùng kinh ngạc, cũng có người sợ tới mức lạnh mình, đóng cửa không ra. Nhưng theo tiếng nổ nhìn lại, lại không thấy bất kỳ vật gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tiếng kêu của hung thú tông tổ cấp không? Tông tổ thú muốn công thành chủ? Rất có thể, chuẩn bị đi, một khi tình huống không đúng, chúng ta lập tức tìm đến vương cung. Yên tâm đi, nhân vương sẽ đánh lui bất kỳ hung thú nào dám tấn công. Mọi người đều nghị luận, suy đoán xem chuyện gì xảy ra. Trong vương cung, có một võ giả đột nhiên chỉ vào phương hướng thanh âm truyền đến, lớn tiếng nói, mau nhìn bên kia. Đó là cái gì? Mọi người nhao nhao nheo mắt nhìn lại, cẩn thận quan sát một lát, mới phát hiện trên bầu trời có một điểm màu đen đang chậm rì rì di động. Nhưng trên thực tế điểm đen này có tốc độ cũng không chậm, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn qua có chút chậm chạp mà thôi. Cái kia là vật gì? Hung thú phi hành. Thanh âm vừa rồi là do nó phát ra sao? Có lẽ như vậy. Nhanh đi hướng nhân vương báo cáo. Nhân vương xuất liễu. Mọi người nhìn lại, một đám người vây quanh nhân vương giả nua đi ra. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Phù Văn Chi Huy. Nhân vương lúc này mặc một bộ áo giáp toàn thân màu vàng, đường cong nội liễm, trong cương có nhu. Trước ngực khắc một đầu uy thú vô cùng uy nghiêm, uy phong lầm lẫm, so với áo giáp cánh của Tô Hạo thì phong phạm vương giả được, phát huy đến tận cùng. Trong tay nhân vương cầm một thanh đao thật dài, vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu, hai mắt híp lại, tập trung nhìn vào điểm đen trên bầu trời. Hắn không rõ điểm đen kia là gì, nhưng vô luận là thứ gì, dám can đảm chạy đến đây, hắn đều có thể đánh tan. Cho dù hắn đã già đến nỗi không chịu nổi, cho dù hắn gần đất xa trời, nhưng vẫn tự tin như cũ. Trong cuộc đời hắn, mỗi lần chiến đấu đều phải tự tin tuyệt đối. Không chỉ có hắn tràn đầy tin tưởng, mà những người xung quanh cũng tràn đầy tin tưởng với lão nhân này. Nhân vương, vĩnh viễn bất bại. Rất nhanh, nương theo thanh âm ong ong, chấm đen kia càng ngày càng tới gần, tất cả mọi người đều thấy rõ bộ dạng. Không, đây không phải là chấm đen, mà là một người mặc áo giáp ngân quang lóng lánh, trên lưng mọc ra hai đôi cánh mỏng, đầu nhọn như hình tam giác, dùng tốc độ cực nhanh phá không bay đến. Trên lưng người mặc áo giáp này còn mang một cái nồi khổng lồ. Dưới thân thì kéo theo vô số quả bóng nhỏ, nhìn qua thập phần quá dị. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều toát ra một câu, bộ giáp này trông thật xoái. Ngay sau đó trên đầu bọn họ hiện đầu dấu chấm hỏi, cũng không thấy đôi cánh kia vỗ, làm sao có thể giống như chim tự do bay lượn trên trời. Hưu, oanh, người mặc áo giáp xẹt qua chủ thành, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn theo. Người mặc giáp này đúng là Tô Hạo. Cái nồi hắn cõng sau lưng là quả bom 800 bạo, để phòng ngừa vạn nhất, hắn còn kéo theo vô số quả bom nhỏ đi theo, coi như lễ vật hôm nay hắn mang đến cho mọi người. Phần lễ vật này, tuy rằng không phải ai nấy cũng thích, nhưng ít nhất cũng không có người từ chối. Tô Hạo đang bay ở độ cao 700-800 mét, ở phía trên thành bay lung tung, quan sát thành thị to lớn này. Ở thế giới này, đây chính là thành thị lớn nhất của nhân tộc, chủ thành Hòa An. Tô Hạo rất nhanh liền tập trung vào vị trí trung tâm của thành vương cung. Thay đổi phương hướng, hướng vương cung bay tới, sau đó phóng lên cao, càng ngày càng cao, cho đến khi biến thành một chấm nhỏ. Ở trên bầu trời, Tô Hạo gỡ ra một quả bom nhỏ, hai tay cầm lấy. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi rót huyết khí vào quả cầu.
quả cầu rất nhanh hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, càng ngày càng đậm, cho đến lúc nhìn không ra bộ dạng của quả cầu, đến cả người Tô Hạo cũng bị ánh sáng bao phủ. Tựa như mặt trời thứ hai trên bầu trời, Tô Hạo đình chỉ bay lên, sau đó bắt đầu rơi xuống phía dưới, càng lúc càng nhanh. Quả cầu trong tay dường như đã thăng hoa, biến thành một đạo bạch quang chói mắt, không hề có bất kỳ hình thể, dưới lực đẩy của Tô Hạo, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Như mặt trời rơi rụng, Tô Hạo đem quả bom này, gọi là phù văn chi huy. Tất cả mọi người ở trên mặt đất nhìn xem mặt trời rơi xuống, ai nấy đều thất kinh, nhao nhao sợ hãi chạy trốn ra khỏi phạm vi vương cung, chén lấy ra phía ngoài thành. Còn, kịp nữa sao? Thu vệ ở trong vương cung, ngửa đầu nheo mắt lại, vẻ mặt khó coi nhìn quang huy rơi xuống, đây là cái gì? Phòng ngự ra sao? Trong lòng tất cả mọi người hiện lên ý niệm, chết chắc rồi. Lúc này có người hoài nghi nói, phía trên có phải đại sư áo giáp bạc không? Lập tức có người phụ họa, tuyệt đối là hắn. Trừ hắn ra, ta không nghĩ có người thứ hai làm được điểm này. Hắn muốn làm gì? Hủy vương cung sao? Xong rồi. Lúc này, nhân vương đứng ra, hắn tiến lên trước một bước, hai mắt bỏ qua ánh sáng chói chang, gắt gao nhìn quả cầu đang hạ xuống với tốc độ nhanh kia. Tính toán khoảng cách, nhân vương xông phía trước, càng chạy càng nhanh, lộ ra vô số hoa văn màu vàng chằng chịt trên mặt đất. Nhảy một phát, trong nháy mắt nhảy lên 100 mét trên không trung, vẫn còn đang bay lên phía trên, nên đón quả cầu sắp rơi xuống. Tô Hạo cũng thấy người mặc áo giáp vàng là cường giả có cường độ huyết khí mạnh nhất tòa thành thị này. Huyết khí so với hắn thì hơn gấp 10 lần, hắn tuyệt đối địch không lại, chắc hẳn đây là nhân vương rồi. Phù văn chi huy bây giờ đang bốc ra khói mù, phải đẩy tốc độ của nó lên nhanh thêm mới có thể thả tay ra được, như vậy thời điểm nó chạm đất mới có đầy đủ lực khuếch tán ra ngoài. Tô Hạo vừa nghĩ, vừa tính toán tốc độ rơi xuống. Thời điểm chỉ còn cách mặt đất 400 mét, Tô Hạo đẩy hai tay ra, đem quang cầu vứt ra ngoài, khiến cho quang cầu dựa vào lực quán tính mà rơi xuống. Sau đó hắn bắt đầu điều chỉnh áo giáp, chuẩn bị bay lên không. Nhân vương mở to hai mắt, mặt trở nên dữ tợn, đường vân màu vàng trên áo giáp giống như sắp tràn ra ngoài. Hắn nghênh đón quả cầu chói mắt kia, chợt quát một tiếng, phá không chi nhận. Bá! Một đao bổ vào quang cầu. Hả! Trong nháy mắt lưỡi đao xẹt qua quang cầu, nhân vương lập tức lộ ra điểm không đúng. Đây không phải cảm giác chém vào vật thể, giống như chém vào một đoạn không khí vậy, ánh sáng hư vô, không có chút va chạm nào. Ngay sau đó hắn xuyên qua quang cầu, thấy Tô Hạo hướng không trung bay lên, mà hắn cũng không bị quang cầu tổn thương. Nhìn lại, quang cầu động ràng cũng không hề biến hóa, tiếp tục hướng vương cung rơi xuống. Nhưng mà rất nhanh, nhân vương phát hiện có điểm bất động. Áo giáp toàn thân của hắn, tính cả trường đao tỏng tay, không hề bính sáng bóng, mà xuất hiện vô số chữ nhỏ chẳng chịt. Nhìn những chữ nhỏ này hắn liền nhận ra, đây đúng là võ giả chi lộ cùng phù văn toàn giải, nội dung ở bên trong, hắn đã đọc qua không dưới 5 lần, vì vậy sẽ không bao giờ nhận sai. Chẳng lẽ, nhân vương đã có suy đoán, ngửa đầu nhìn vị áo giáp bạc đang điều chỉnh phương hướng, trong mắt nhân vương lóe lên lãnh quang, ở trên không trung điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị hướng áo giáp bạc nghênh đón. Mà Tô Hạo sau khi thả quả cầu xong, liền lập tức điều chỉnh hai cánh bay lên không trung. Tốc độ của hắn lúc này quá nhanh, hơn nữa sau lưng còn cõng theo 800 bạo. Nếu muốn bay lên không lại, thì cần phải hạ xuống độ cao khoảng 200 mét để bão hòa. Thời điểm Tô Hạo chuẩn bị phi xuống rồi phóng lên, thì hắn thấy nhân vương điều chỉnh lại thân thể, nhắm hắn mà chặn lại. Hắn lập tức tính toán xem nhân vương có thể chặn thành công được hay không, dựa theo tốc độ của song phương. Trước mắt nhân vương sẽ chặn đường ta thất bại, mà ta sẽ hạ xuống độ cao cách hắn còn khoảng 20 mét, sau đó thuận lợi phi lên không. Tô Hạo rút ra trường đao dài ngắn trong tay, tùy thời phòng bị chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Tô Hạo đã tính sai, nhân vương hiển nhiên sẽ không để tuân theo tốc độ như vậy. Hắn nhận ra mình không có khả năng tiếp xúc được khách qua đường, vì vậy nhân vương hét to một tiếng, huyết khí dưới chân bộc phát, tốc độ bạo tăng thêm một đoạn. Đây là chiến kỹ của nhân vương là đạp không. Tô Hạo mở chừng hai mắt, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, không nghĩ tới nhân vương cũng có thể phi hành ngắn ngủi. Lập tức hắn kích hoạt phủ văn. Cứng rắn bình chướng thiên chuyển chấn động cường quang cân đối, hai thanh đao trong tay cũng lần lượt kích hoạt cứng rắn sắc bén xuyên thấu toàn chuyển xâm thực. Vẫn còn chưa an toàn, một tia ý thức Tô Hạo điều chỉnh huyết khí quán chú trường đao cùng áo giáp cánh.
một bên thử khống chế đôi cánh xem có thể tránh được Nhân Vương hay không, một bên nắm chặt trường đao, tùy thời xuất kích. Vô luận Tô Hạo điều chỉnh thế nào, Nhân Vương vẫn có thể làm ra phản ứng theo, rất nhanh Nhân Vương đã tiếp xúc với Tô Hạo. Phá không chi nhân, Nhân Vương quát một tiếng, một đao bổ về phía Tô Hạo, muốn một đao bổ thành hai nửa. Tô Hạo nâng đao đón nhận, nhưng trong lòng hiểu rõ, đao này khó đỡ. Bang, song phương lướt qua nhau. Trường đao Tô Hạo bị gãy, cánh bị chặt đứt một bên, lập tức mất đi cân bằng, hướng phía xa rơi xuống. Mà Nhân Vương theo quán tính bay thêm một đoạn, sau đó cũng hướng mặt đất rơi xuống, trường đao hoa lệ ở trong tay sau khi chặt đứt đao cùng cánh của Tô Hạo thì cũng bị gãy. Ngay tại lúc đó, quang cầu phù văn chi huy rơi xuống mặt đất. Chương 100, quá muộn. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, tình cảnh cả thành thị bị hủy diệt cũng không hề phát sinh. Quang cầu sau khi rơi xuống mặt đất giống như hỏa diễm vậy, lan tràn ra xung quanh, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, hình thành một đạo ánh sáng chướng mắt. Người bị ánh sáng bao phủ cũng không có bất kỳ một tia tổn thương sao, bọn họ không hề chạy trốn, mà tò mò đứng nhìn biến hóa thần kỳ. Quầng sáng bỏ qua tất cả chướng ngại, giống như là virus vậy, từ trong vùng trung tâm lan ra toàn thành, khó ai thoát khỏi. Lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện, sau khi bị quầng sáng bao phủ, trên áo giáp cùng vách đường, mặt đất xuất hiện vô số văn tự dày đặc, bao gồm cả người bọn hắn, cũng đều có đầy chữ. Như là lưỡi dao khắc vào người, từng dòng chữ xếp chỉnh tề, hiện lên lộ ra ngoài. Đây là võ, giả chi lộ cùng phù văn toàn giải, còn có một chút hoa văn hình tròn kỳ quái. Đúng vậy, ta đã đọc qua hai quyển sách kia, nội dung giống hệt nhau. Người vừa rồi kia, chẳng phải là khách qua đường sao? Đại sư áo giáp bạc, nhất định là hắn. Quả thực là kỳ tích, hắn làm sao làm được vậy? Còn phải hỏi, đương nhiên là dựa vào phù văn rồi. Phù văn có thể làm đến trình độ như này, thật sự quá thần kỳ. Không sai, ta bây giờ đối với phù văn vô cùng tò mò, có phải chỉ cần nắm giữ phù văn là có thể giống như khách qua đường, tự do bay lượn trên trời. Không chỉ như vậy, chỉ sợ hung thú dã ngoại cũng không làm gì được chúng ta. Quả thực như thế, lúc trước hai quyển sách này bị liệt vào sách cấm, ta còn rất hối tiếc đấy. Mọi người đừng quên, hai quyển sách này là sách cấm đấy. Sách cấm. Ngươi xem, ở đây chỗ nào cũng được khắc đầy chữ rồi, ngươi nói cho ta biết, cấm làm sao? Đem cả tòa thành thị này đập đi xây lại, hay là móc nó ra? Mọi người hướng về quầng sáng nhìn lại, đạo ánh sáng kia càng ngày càng nhu nhược, nhưng vẫn lấy tốc độ như cũ mà khuếch tán ra ngoài thành. Không quá bao lâu, cả tòa chủ thành Hòa An sắp bị khắc đầy văn tự. Không chỉ như vậy, ngoài thành cũng chi chít chữ. Không ai biết đạo ánh sáng này sẽ lan tới tận nơi nào, nhưng bọn họ nó có thể duy trì lâu một chút, trải rộng đến khi không ai có thể ngăn cản được mới thôi. Tô Hạo từ vách ngói vụn trở mình đứng dậy, hắn phủi phủi bụi đất trên người, bắt đầu kiểm tra trạng thái của bản thân. Trường đao đã gãy, đoạn đao vẫn hoàn hảo không sao, cánh thì bị chặt đứt một bên, không cách nào phi hành, huyết khí bởi vì phát động phù văn chi huy mà tiêu hao một ít. Nhưng mà vấn đề không lớn, trước khi rơi xuống hắn đã làm tốt công tác phòng hộ, nên không có bị thương, bất quá sau khi tiếp Nhân Vương một đao, hơi bị thương một chút, tuy nhiên lực tác chiến vẫn như cũ, quả bom 800 bạo thì bị lõm vào một góc, không ảnh hưởng sức chiến đấu. Tuyệt đối không hề nghĩ tới, mình lại bị rơi xuống. Hiện tại có chút lúng túng rồi, làm sao bây giờ? Tô Hạo cõng theo quả bom hình nồi, dùng sức nắm chặt, trước đem hai cách không sử dụng được gỡ xuống, sau đó cất bước vụng trộm chạy đi. Hả? Nhân Vương? Nhanh như vậy? Trong ra, đa Tô Hạo, xuất hiện một cỗ huyết khí nhắm thẳng Tô Hạo mà đến, tốc độ hầu như bắt kịp hắn phi hành với hình thức tĩnh âm. Tô Hạo quay đầu bỏ chạy. Hô! Phanh! Tô Hạo chợt thấy hoa mắt, một lão đầu mặc áo giáp hoa lệ màu vàng đột nhiên xuất hiện cách Tô Hạo không xa. Hắn cầm đoản đao, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hạo. Tô Hạo biết rõ, tạm thời chạy không thoát được, hắn lẩm bẩm một câu, đại tông sư lợi hại như vậy sao? Nguyên lý hoạt động sao vậy? Hai người đều đứng bất động, nhìn nhau. Bầu không khí dần dần trở nên nghiêm trọng. Nhân Vương chậm rãi mở miệng nói, khách, qua đường. Tô Hạo cũng chậm rãi nói, Nhân Vương, khí thế hai bên không ai hơn ai. Giờ phút này, Nhân Vương lẳng lặng nhìn khách qua đường trước mặt,
tâm tình phức tạp dị thường. Không thể nghi ngờ, vị khách qua đường này là ngôi sao sáng nhất mà nhân tộc từng sản sinh ra, gần mấy trăm năm thậm chí nghìn năm cũng không có được. Nếu tính cả lịch sử nhân tộc, chỉ có nhân hoàng giúp nhân tộc đột phá lên tông sư là có thể sánh được, sự tình hắn làm ra, vô số người không dám tưởng tượng. Không sai, nhân vương coi sự trợ giúp của khách qua đường đạt ngang với chuyện của nhân hoàng làm ra. Võ giả Chi Lộ cùng Phù Văn Toàn giải hắn đều đọc rất nhiều lần, một chữ cũng không hề bỏ qua, hắn cảm thấy nhận thức của mình đã bị thay đổi. Đối với người khác mà nói, nhưng tri thức này làm cho nhân tộc bước thêm một bước tiến mới, đề cao năng lực của nhân tộc. Nhưng đối với nhân vương, hắn không chỉ thấy như vậy. Hắn thấy, khách qua đường đã mang đến cho nhân tộc tư tưởng cách tân, từ hai quyển sách có thể thấy. Hắn đối với thế giới này luôn luôn tò mò tìm hiểu, nhờ tầm mắt của khách qua đường có thể giúp mọi người thấy một diện mạo khác của thế giới. Đặc biệt là một câu kia, phù văn là gì? Vì sao lại như vậy? Nguyên lý vận hành, quy luật, chúng ta có thể lợi dụng nó làm gì? Chỉ ngắn ngủi mấy vấn đề này thôi, tựa hồ đã nói hết thảy bí mật của phù văn, thậm chí chạm đến cảnh giới pháp tắc mà thần mới có thể nắm giữ. Đối mặt với người như vậy, nhân vương sao lại không phức tạp? Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ đem khách qua đường thu làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng. Nhưng mà, hiện tại quá muộn rồi. Nếu đặt ở 20 năm trước, hắn nhất định sẽ từ bỏ hết thảy, đem toàn lực giúp khách qua đường, mở rộng phù văn chi đạo. Bởi vì lúc đó, hắn có thực lực tuyệt đối, có đầu đủ thời gian, đè ép toàn bộ bất mãn, an ổn đem phù văn truyền bá ra ngoài, khiến toàn bộ tư tưởng của nhân tộc lột xác. Nhưng mà, hắn già rồi, không còn thời gian. Hắn không muốn nhìn thấy nhân tộc, đổ máu cũng không muốn nhìn nhân tộc hao tổn, bởi vì một khi nhân tộc suy yếu đi. Nhưng hung thú trên đỉnh Tuyết Phong sẽ hạ sơn, nhất định sẽ thừa dịp hủy diệt nhân tộc, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản. Nhân tộc không thể nổi loạn lúc này. Nhân vương chỉ có thể thở dài trong lòng, vì sao không đến sớm hơn 20 năm. Nhân vương chậm rãi mở miệng nói, khách qua đường, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Tô Hạo gật đầu nói, biết, ta nghiên cứu phù văn, hy vọng tất cả mọi người đều được lợi. Nếu như nhân vương nguyện ý trò chuyện, vậy Tô Hạo cũng cam tâm tình nguyện phụng bồi, bởi vì đánh không lại, chạy cũng không hơn. Không chỉ có nhân vương trước mắt, mà chiến sĩ cảnh giới tông sư cùng thái sư cũng đem hắn vây lại. Nhân vương đạo, ta nhận thức được quan điểm của ngươi, nhưng không ủng hộ cách làm của ngươi. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Chỉ cần qua 50 năm, phù văn chi đạo của ngươi chắc chắn sẽ được sử dụng toàn bộ nhân tộc. Tô Hạo lắc đầu nói, không. Phù văn ta nghiên cứu ra, không phải công cụ để các ngươi thống trị nhân tộc. Ta hy vọng nó có thể khuếch tán ra ngoài, làm cho mỗi người đều có cơ hội lựa chọn. Đều có cơ hội học tập phù văn. Nếu đợi 50 năm, quả thực theo lời ngươi nói, phù văn chi đạo sẽ được sử dụng toàn bộ nhân tộc, nhưng mà cũng chỉ có giai cấp quý tộc mới được mà thôi. Nhân vương thở dài nói, ngươi sai rồi, cũng không phải mỗi người đều thích hợp làm chiến sĩ, cũng không phải ai nấy cũng muốn sử dụng phù văn. Chuyện chúng ta có thể làm là đề cao hiệu suất chọn lựa nhân tài, bồi dưỡng thành một chiến sĩ hợp cách, vì toàn bộ nhân tộc mà che chở. Ngươi muốn tất cả mọi người trở thành võ giả là chuyện hão huyền, không thực tế. Con người sinh ra đều có nhân sinh bất đồng. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Nhật ký Thành Thần Của Ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.